Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 20 tháng 8, 2021. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là lẽ sống đời con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa là nơi con nương nhờ. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là đấng cứu độ con. Con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa gìn giữ con ngày đêm. Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 20 tháng 8, 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu. Nơi ấy trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào. Giờ của lòng thương xót, giờ của ân sủng vượt thắng sự công bằng. Tín thác vào lòng thương xót Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Và thưa anh chị em, hôm nay ngày 20 tháng 8 là sinh nhật thứ 65 của tôi. Xin anh chị em hiệp ý tạ ơn Chúa. 65 năm làm người, 30 năm linh mục và 10 năm rao giảng lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa vì tất cả những ân huệ Chúa ban. Xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, những lầm lỡ, yếu đuối trong thân phận của con người. Phụ bạc lòng thương xót của Chúa. Và xin chị em cầu nguyện cho tôi được trung thành với ơn gọi người tông đồ của lòng Chúa thương xót, loan truyền lòng thương xót của Chúa đến hơi thở cuối cùng. Cũng chân thành cảm ơn, trước tiên cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn ông bà, chú bác, cô dì, bạn bè, thân hữu xa gần trong nước cũng như ngoài nước đã luôn đồng hành trong hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót, đã luôn chia sẻ vui buồn sướng khổ, hiệp thông trong lời cầu nguyện, trong những giờ kinh, trong thánh lễ. Xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của những anh chị em công giáo cũng như anh chị em không công giáo, anh chị em tôn giáo bạn, anh chị em ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã luôn quan tâm, chia sẻ, cầu nguyện trong mọi biến cố của cuộc sống, đặc biệt là trong biến cố ngày cách đây 2 ngày, 18 tháng 8 2019. Vừa rồi chúng tôi cũng kỷ niệm 2 năm đã rời giáo điểm Tin Mừng trở về trung tâm mục vụ để tiếp tục hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót theo một cách thế mới, phù hợp với hoàn cảnh mới, nhất là trong hoàn cảnh cả thế giới và Việt Nam chìm vào cơn đại dịch virus corona, không thể tập trung đông người, các nhà thờ đóng cửa, thì cách tốt nhất đó là loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền Tin Mừng bằng những phương tiện truyền thông, ngồi ở nhà mà có thể nối kết được với 5 châu 4 biển. Với mọi người, và bây giờ nhiều phương tiện ấy mà rất nhiều anh chị em đã được tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể ngay chính trong gia đình của mình với 4 món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em mỗi ngày qua trang web tinthac.net hoặc youtube tinthac.net hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác. Những điều đó làm cho chúng tôi thấy đường lối của Chúa tuyệt vời. Hôm nay nhân ngày sinh nhật, dâng lời tạ ơn Chúa và đánh dấu 2 năm loan truyền lòng thương xót Chúa theo một phương cách mới, có khi còn hiệu nghiệm hơn, hiệu quả hơn và lan rộng cũng như là sâu hơn, vì có thời giờ tĩnh nguyện, có thời giờ suy gẫm, có thời giờ để mà chiêm niệm, rồi vẫn có thời giờ để đi làm việc bác ái với các bạn Thiện Nguyện Tín Thác trong suốt 2 năm qua. Nhất là trong 1 tháng vừa rồi, bùng lên cơn đại dịch tại Sài Gòn,
ngày nào cũng có những chuyến công tác bác ái, đi thăm, tặng quà cho bà con nghèo, những bệnh nhân, những người di dân, những người vô gia cư, những người lầm lỡ và biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh khác. Đặc biệt là món quà lòng tinh thần, đó là máy bài giảng lòng Chúa thương xót, mới phát hành tháng 7 năm 2021. Rồi đến ngày 6 tháng 8 lễ Chúa Giêsu biến hình, chúng tôi lại phát hành máy, đặc biệt là máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, để dành cho các bệnh nhân nhiễm virus corona, nằm một mình, một thân, cô đơn, cô độc, trơ trọi, chỉ còn một mình. Thì lúc đó radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân giúp cho họ nghe được lời Chúa, lời rao giảng về lòng Chúa thương xót, những suy niệm về tình yêu Chúa, về lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót và nhật ký lòng thương xót với những bài hát kính lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ, rất là bình an, rất là êm ái, tràn đầy niềm hy vọng, giúp họ mau hồi phục sức khỏe. Và nếu có ra đi thì cũng được ra đi trong bình an thanh thản. Cuối cùng xin lỗi các đấng bậc, quý ông bà anh chị em, tất cả mọi người trong thời gian vừa qua, trong thân phận con người yếu đuối tội lỗi, chắc chắn làm mất lòng, phiền lòng Phật lòng, các đấng bậc, quý ông bà và anh chị em, xin thương tha thứ cho con và xin cầu nguyện cho con để thêm một tuổi mới được tràn đầy ân sủng, lòng thương xót Chúa và trung thành với ơn gọi ấy đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho trăm ngàn khó khăn thử thách. Con xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa. Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, bài đọc 150 trong sách Rút chương 1, câu 3 đến câu 6, câu 14 đến câu 16 và câu 22. Khởi đầu sách Rút, vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người tên là Elimelech cùng với vợ là Naomi và hai con trai bỏ Bethlehem miền Juda đến lập cư trong cánh đồng Moab. Sau đó, người chồng chết đi, còn lại bà, vợ và hai người con. Hai người này lấy vợ Moab, một cô tên là Orpa, cô kia tên là Ruth. Họ ở lại đó chừng 10 năm. Một thời gian sau, cả hai người con trai đều chết. Còn lại bà Naomi mất chồng, mất con. Bà lên đường cùng với hai người con dâu bỏ cánh đồng Moab mà trở về quê hương. Vì tại cánh đồng Moab, bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân người và cho họ có bánh ăn. Orpa ôm hôn từ giã mẹ chồng, còn Ruth thì cứ khăng khít theo mẹ. Bà Naomi nói, kìa, chị yêu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó, con cũng vậy. Hãy theo chị yêu con mà về đi. Ruth đáp, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Thế là từ cánh đồng Moab, bà Naomi trở về cùng với con dâu người Moab là Ruth. Họ đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn cùng lặp lại câu đáp. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cốp phù hộ và cậy trông Chúa Thiên Chúa họ thờ. Người là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Người là đấng giữ lòng trung tin mãi muôn đời, sự công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa,
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi qua phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thua, Sion hỡi, Chúa trời ngươi hiền trị ngàn đời. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Halleluja, Halleluja, lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Halleluja. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 18 câu 22 đến câu chương 22 câu 34 đến câu 40. Matthew 22 34 đến 40. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-su họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những khó khăn mà chúng ta hay gặp phải trong đời sống gia đình là tương quan giữa nàng dâu với mẹ chồng. Những gia đình nào mà nàng dâu mẹ chồng sống hòa thuận được với nhau thì thật là có phúc. Ta nói rằng con gái là con người ta, tại vì con gái của mình thì lại phải đi làm dâu người ta, cho nên con gái là con người ta. Con dâu rước về mới thật là con, vì đứa con dâu ấy nó sẽ ở với mình mãi. Dĩ nhiên là bây giờ thì người ta cố gắng ở riêng, đỡ phải lắm nhiều chuyện. Tại vì khi mà sống chung với nhau thì nó có đụng, gọi là chung đụng. Giống như bát đũa bỏ trong một cái rổ mà sóc thế nào cũng có sứt có mẻ. Có đụng thì có chạm, chạm thì có vỡ, có nứt, có bể. Ở trong gia đình Việt Nam, nhất là bây giờ, tấc đất không phải là tấc vàng nữa, mà tấc đất là cả cái cục kim cương ấy. Đất nó mắc hơn vàng. Cho nên khó mà có thể khi một người con lập gia đình thì mua được căn nhà và ra ở riêng, đó là lý tưởng. Còn không thì ngăn phòng, mà nó chật quá không ngăn được thì lên lầu. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, cứ mỗi gia đình ở một lầu, hoặc một lầu chia làm hai nữa, mỗi gia đình ở một nửa của cái lầu đó. Và tôi đến thăm hầu hết các gia đình bây giờ đều phải sống chung như vậy. Còn nếu muốn giải quyết có nhà có đất thì phải bán nhà ở thành phố, mua ở ngoại ô, ra mãi mấy cái quận huyện xa khỏi thành phố Sài Gòn, cũng là thành phố Sài Gòn đó nhưng mà nó ở ven đô, thì bán được một căn nhà ở Sài Gòn trung tâm hay là ở mấy quận, đi ra huyện mà mua thì có thể được hai căn, thì chia cho mỗi đứa một căn, thí dụ như thế mới giải quyết được. Còn nếu mà không ở Sài Gòn thì khó mà có thể mua được căn nhà nào khác. Cho nên là cứ chung đụng với nhau, và nàng dâu mẹ chồng hoặc là anh chị em chung đụng với nhau. Thực sự gia đình Việt Nam mình vẫn còn truyền thống là gắn bó với nhau, cha mẹ rồi tới con cái rồi chứ cháu chắt, ba thế hệ chung sống trong một mái gia đình, hoặc là mua những căn nhà ở gần nhau rồi
Có một cha dỗ người mẹ mà không về được. Cha ấy nói là mỗi năm thì con về, mà dỗ mẹ thì vui lắm. Vì 6-7 anh chị em gia đình ở sát sát nhau. Rồi mộ của mẹ hồi đó ở chôn được ngay trong cái vườn này. Cho nên là tới ngày dỗ là cả chục gia đình ngồi lại ăn uống vui vẻ. Bây giờ Covid thì chịu, nhà nào nhà đó, người nào ở chỗ đó. Còn gia đình ở sát với nhau như vậy, bỏ vui lắm. Nghĩa là Tết lễ gì đó, bổn mạng hay sinh nhật gì đó là cả mấy gia đình quay lại với nhau. Rồi sang bên Mỹ cũng có những gia đình cũng sống được như vậy, là ở gần gần nhau. Nhưng bên Mỹ là rộng hơn, nhưng mà cũng gần gần nhau, đi bộ hoặc đi xe 5-10 phút. Cho nên mỗi Chủ nhật chẳng hạn, anh chị em gom nhau lại ăn bữa cơm gia đình với nhau, thấy nó vui, nó ấm. Hồi tôi sang Mỹ thấy đi thăm một số gia đình ở một thời gian, thấy họ sống với nhau như kiểu đó, vui lắm. Tuần họp nhau lần thứ bảy, chiều thứ bảy hoặc là trưa Chủ nhật chẳng hạn. Rồi nhắc nhở nhau ngày giỗ, ngày lễ, rồi bừng bổn mạng, sinh nhật vân vân. Cái hình ảnh đó nó đẹp, đẹp như là trong câu chuyện mà chúng ta nghe ở sách Rút. Bà Naomi có hai người con trai, lấy hai cô con gái, là hai cô dâu tên là cô Orpa và cô Ruth. Sau khi hai người con trai chết thì bà mẹ chồng lại ở lại với hai nàng dâu. Rồi khi mà gặp nạn đói, bà lên đường cùng với hai con dâu bỏ cánh đồng Moab mà trở về quê hương. Vì bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân người và cho họ có bánh ăn. Rồi họ quyết định phải chia tay, thì cô dâu Orpa ôm hôn từ giã mẹ chồng. Còn nàng dâu tên là Ruth thì cứ kháng khít theo mẹ. Bà mẹ phải nói rằng là: "Kìa, chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó rồi. Thôi, con cũng vậy, hãy đi theo chị dâu con mà về đi." Nhưng ta nghe bà Ruth nói đáp lại như thế này: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, và Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con." Vì hai nàng dâu này không phải là người Do Thái, thuộc là dân ngoại, mà họ lại tỏ ra lòng hiếu trung với mẹ chồng như thế. Mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Nghe điều này, có nhiều bà mẹ chồng mong ước giá con dâu của mình là buồn đạo mới được như thế. Vì thường là chú rể Công giáo rồi cưới vợ là một người ngoại, và cô ấy học đạo rồi rửa tội trở thành một tân tòng, và sống nhiều khi nam cũng vậy, nữ cũng vậy thôi. Mình không có lòng tin thì chỉ có con quỳ lạy Chúa trên trời, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Hay là con có chồng rồi thì con cũng thôi lễ lạy kinh kệ. Nam cũng thế, nữ cũng thế. Nhưng mà phải có lòng yêu mến. Chính cái tình yêu bà Ruth dành cho bà mẹ chồng làm cho bà ấy nhận Thiên Chúa của mẹ cũng là Thiên Chúa của con. Vì con không biết Thiên Chúa như thế nào, nhưng mà con thấy cách mẹ đối xử với con thì con phải tin rằng là đạo đó là đạo đúng, đạo thật. Mà Thiên Chúa đúng là Thiên Chúa thật. Vì mẹ theo đạo và mẹ nói con theo đạo. Rồi khi con thấy con chưa hiểu, vì con là tân tòng mà, con chưa hiểu đạo nghĩa như thế nào, nhưng mà con thấy cách ứng xử của mẹ với con, đứa con dâu, ứng xử của một người có tình yêu. Con với mẹ không cùng máu huyết, là con dâu mà, đâu phải con ruột. Mà mẹ đối xử với con như là con ruột vậy. Vậy thì cái động cơ nào thúc đẩy? Và mẹ vẫn nói về một Thiên Chúa là yêu thương.
Thiên Chúa yêu thương như thế nào con không biết, nhưng mà con thấy mẹ yêu thương con thì con biết. Và con cảm nhận rằng là à thì ra mẹ nói về Thiên Chúa yêu thương là có thật, vì cuộc đời của mẹ thể hiện cái tình yêu thương ấy. Thưa anh chị em, đó, cách truyền giáo ngày hôm nay là như vậy. Cách truyền giáo ngày hôm nay là phải thể hiện bằng hành động. Mình nói lý thuyết, người ta nghe, nhưng mà người ta muốn được minh chứng cái lý thuyết ấy bằng cuộc sống, bằng hành động của người truyền giáo, của người truyền đạo. Mình đi nói về lòng thương xót Chúa, rao giảng lòng thương xót Chúa, thì người ta cũng muốn rằng là vậy thì anh thể hiện lòng thương xót Chúa như thế nào? Để chúng tôi tin rằng có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà từ khi bước chân vào con đường loan truyền lòng Chúa thương xót hơn 10 năm nay rồi, hôm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ 65, 30 năm linh mục, mất 15 năm học hỏi để 10 năm sau đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thì tôi vẫn xác tín được một điều, đó là Thiên Chúa thương xót tôi và tôi phải thể hiện lòng thương xót ấy. Thế thôi. Tôi không là gì, tôi tội lỗi, tôi yếu đuối. Nhìn lại 65 năm làm người, 30 năm linh mục, 10 năm theo con đường lòng thương xót, mà mình có xứng đáng gì đâu. Mình bất xứng, bất trung, không xứng đáng. Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn thương xót mình, Thiên Chúa vẫn cứu vớt mình, Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Cho dù có lúc tôi nói với Chúa, Chúa ơi, hình như là con xấu lắm phải không Chúa? Bảo sao con biết? Bảo con nghe người ta nói xấu con nhiều quá, họ chửi, họ rêu ríu con nhiều quá, trên mạng đầy rẫy rồi, nghe biết cả tai, ù cả đầu, đến nỗi mà bố con buồn quá mà phải mất đi, mà sau đó rồi chị con cũng mất đi khi con bị cấm cản, ngăn cản, không được loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói, nhưng mà ta vẫn yêu con. Nhưng mà con có gì đáng yêu đâu. Con không có gì đáng yêu. Con chẳng có làm được nên công trạng gì. Đúng. Con chẳng có tài giỏi, chẳng có khả năng gì. Cũng đúng. Con chẳng có đạo đức thánh thiện, cũng chẳng có học vị bằng cấp gì. Cũng đúng. Cho dù con có đi học, có lấy bằng cấp rồi, nhưng mà đối với ta, cái bằng cấp đó, cái việc đi học bằng cấp tiến sĩ của con thì nó cũng là cái tờ giấy rã vụn, có nghĩa gì đâu. Cũng đúng. Vậy thì tại sao Chúa yêu con? Sao Chúa gọi con đi làm truyền lòng thương xót Chúa? Tại vì ta yêu con. Người ta nói vậy, nói kia mà Chúa vẫn yêu con à? Họ càng nói xấu con bao nhiêu, ta còn thương con bấy nhiêu. Vậy con có xấu không Chúa? Con xấu hơn cả người ta nói nữa. Chúa, kỳ Chúa. Con tưởng Chúa nói vớt cho con câu là không đến nỗi, họ nói vậy thôi chứ không đến nỗi đâu. Đằng này Chúa bảo họ mới nói có một phần thôi con à, mới có một phần trăm sự thật thôi. Còn 99% về con nữa ta che giấu, họ không cho họ thấy đó. Chứ họ mà thấy họ còn đập con tơi tả te tua tàn tạ nữa. Vậy tại sao Chúa vẫn yêu con? Ta yêu con tại vì ta là tình yêu. Ta yêu hết mọi người, không phải chỉ riêng con, mà yêu hết mọi người, mà chỉ mong muốn các con đón nhận tình yêu của ta thôi. Con càng đón nhận tình yêu của ta bao nhiêu, ta càng yêu con bấy nhiêu. Chứ không phải là con đạo đức thánh thiện bao nhiêu, ta yêu con bấy nhiêu. Không. Tại vì cái đạo đức thánh thiện của con mà con có làm được cũng là ơn của ta ban thôi. Đâu phải sức của con. Vâng, con biết Chúa ơi, sức của con thì chỉ có một cái khả năng duy nhất. Khả năng gì con biết, biết rồi gì đúng. Con biết quá rồi Chúa, mà không hay biết đâu. Con không có nói. Người ta tưởng con khả năng này, người ta tưởng con tài năng này. Không có đâu Chúa ơi, người ta lầm to rồi. Con chỉ có một khả năng duy nhất, hôm nay ngày sinh nhật của con mới tiết lộ bí mật. Bí mật cái gì nói ta nghe. Đó là khả năng phạm tội. Con chỉ có mỗi khả năng phạm tội. Con làm được bất cứ một cái gì mảy may nào tốt lành cũng là ơn của Chúa. Chính xác. Bây giờ con nhận thấy đúng điều đó phải không? Dạ con thấy.
Càng đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con càng thấy rõ điều đó. Mà càng thấy rõ bao nhiêu thì con lại càng xác tín rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không chạy đi đâu được. Mức độ mà người ta đến người ta hù dọa không cho con rao giảng, con bảo cho dù có kề dao vào cổ tôi, tôi cũng nói lòng thương xót Chúa. Cho dù có dí súng vào màng tang tôi mà bảo nói lòng thương xót Chúa là bóp cò, thì tôi nói là bóp thì cứ bóp cò, nổ thì cứ nổ, giết thì cứ giết. Còn tôi nói thì tôi vẫn cứ nói. Chúa nói cũng được. Nhà con biết là nhờ đâu mà con làm được như vậy. Con biết Chúa. Sức của con thì người ta vừa mới dọa cái con chạy mất rồi. dạ vâng, cho em xin. Em không dám nữa. Em chừa rồi, em không dám nói về lòng thương xót Chúa nữa đâu. Để được yên thân chứ. Để được cất nhắc lên vai trò này, vai trò kia chứ. Để không ai ganh tị nữa chứ. Để không ai chủ dập nữa chứ. Mà sao con dạy vậy? Chúa cũng dạy vậy Chúa. Ta dạy sao? Con hỏi Chúa chứ, tại sao Chúa từ trời cao xuống đất thấp làm gì? Tại sao Chúa đầy quyền năng ấy mà Chúa mặc thân phận con người yếu đuối như vậy để người ta xỉ vả, người ta mắng, người ta đánh đập, ta chích treo trên thập giá vậy? Tại sao Chúa đầy quyền năng ấy mà Chúa không tiêu diệt những người mà chống lại Chúa đi, để cho họ sáng mắt ra, để cho chưa thấy quan tài nó chưa đổ lệ thì Chúa cho nó thấy quan tài luôn đi? Chúa không dạy vậy. Nếu mà ta không dạy vậy, có ai được cứu không con? Nếu ta cũng khôn ngoan theo kiểu thế gian, ta cũng tính toán theo kiểu thế gian, là đứa nào mà ngoan thì ta thưởng, đứa nào hư ta phạt, thì liệu có ai được thưởng không? Con coi coi. Suy bụng ta ra bụng người đi. Thôi cứ tạm vậy đi. Từ con thấy con là người tội lỗi như thế nào, thì Kinh Thánh đã nói là không một người tốt lành, dẫu một người cũng không. Con chê ta dại, nhưng mà nhờ cái dại đó mà ta cứu được thế gian. Cái dại trước mắt thế gian là sự khôn ngoan trước mắt Thiên Chúa, con biết không? Mà cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là sự điên khờ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Con đừng bắt chước theo kiểu khôn ngoan của thế gian, tính toán thiệt hơn thế này thế khác, rồi so đo, rồi so bì, rồi so kè, rồi ganh tị, rồi ganh ghét, giận hờn, tức tối, rồi bực bỏ khó chịu vì người ta hơn mình. Nhớ điều răn quan trọng nhất. Con có nhớ điều răn đó là cái gì không? Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn thứ nhất. Ôi, con thuộc lòng ngay từ hồi bé mà, Chúa gì nói sao vậy? 10 điều răn ấy tóm về hai này mà: chớ cho kinh men mọi đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. 10 điểm ngồi xuống, thuộc lòng như cháo. Vừa mới ngồi xuống, đứa bạn nó kéo cái ghế té cái rầm, quay lại giáng cho nó cái bốp. Vừa mới yêu người như mình ta vậy, amen, mà con phản ứng dữ vậy. Té một cái mà con sơi nó gần gãy hai cái răng rồi kìa. Con thuộc lòng lý thuyết. Cho nên người ta đến người ta hỏi ta rằng là điều răn nào quan trọng nhất, họ thử ta thôi. Họ biết sao không biết. Nhưng mà thử coi là trong bao nhiêu cái luật đó của họ, 600 mấy khoản lề luật mà 365 khoản là không được phép làm cái gì, không được phép làm cái gì đấy. Thì trong cả 600 khoản đó thì cái luật nào là luật quan trọng nhất? Họ muốn thử ta thôi. Thử thì thử, ta đâu có ngán gì đâu. Trong tất cả cái luật đó chỉ còn tóm lại như điều con vừa nói: mời điều răn này ấy tóm về hai này mà chớ đó. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Xong chưa? Chưa. Mới 50%. Mới 50%. Mà ngay cả ngươi yêu mến ta cũng không phải là ngươi chủ động mà yêu mến ta đâu, là ta yêu mến ngươi trước. Ta yêu mến ngươi trước, lúc mà ngươi chưa nhận biết ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi
có phản bội ta, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi chối bỏ ta như là Phêrô, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi đi tìm giết ta như là Phaolô, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi bán ta như dấu Giuđa, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi bỏ ta hết như là các đệ tử thân tín của ta, ta vẫn cứ yêu. Và ngày hôm nay, dẫu mà ngươi Trần Đình Long 65 năm làm người, ngươi đã sống như thế nào, ta vẫn cứ yêu con. Ta vẫn cứ yêu con. Ta yêu con trước, và khi con nhận ra tình yêu của ta thì con đáp đền lại bằng cách là yêu mến ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Được rồi con. Nhưng mà chưa. Chúa con amen, tắt đèn đi ngủ được chưa? Chưa. Còn cái thứ hai nữa mà, là yêu người thân cận như chính mình. Trần Đình Long, con có yêu con không? Dạ thưa Chúa, con thấy con chẳng có cái gì đáng yêu. Chán quá, nóng nảy, cộc cằn, thô lỗ, dốt nát, tội lỗi, yếu đuối. Ê, con còn chán con nữa, không chi là Chúa, không chi người khác. Con còn chán con này, chứ đừng nói Chúa, đừng nói người khác. Ây, Trần Đình Long, vậy thì ai dựng nên con? Thì hồi xưa con còn bé, con vẫn học giáo lý. Hồi có mấy Đức Chúa Trời, thưa có một Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rồi Chúa Cha sai Chúa Con đến chuộc tội cho thiên hạ. Con vẫn đọc Kinh Thiên Kính, Tổ Tiên Kính, Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Tổ Tiên Kính, Đức Chúa Giêsu có một Thiên Chúa, vân vân vân. Con thuộc lắm. Thế con thấy rằng là ta yêu hết tất cả mọi người, không loại trừ ai, vì ta dựng nên họ mà ta không yêu à? Cái gì con làm ra con có thích không? Có yêu nó không? Có chứ. Mà cái gì con vất vả, mồ hôi nước mắt con làm ra con quý không? Quý chứ. Cho ta một ví dụ. Nè, Chúa thấy trong thời buổi Covid này, ai cũng sợ bị lây nhiễm. Mà đã bị lây nhiễm thì bị cách ly trong bệnh viện, không một người thân, không một người, ngay cả linh mục cũng không được phép vào, sức dầu cơ mà. Vậy thì họ cô đơn quá. Cho nên con mới nhờ sự gợi ý của một bác sĩ, nói rằng là Phật giáo họ có máy để nghe niệm Phật, sau người Công giáo không có máy cho người Công giáo để nằm bệnh nữa mà nghe. Chứ chúng tôi bác sĩ tôi chẳng có thể làm gì được nữa đâu. Hết sức rồi. Thì không phải là cái linh mục về làm đi. Thế thì con mới lặn cặp cụi, con soạn tài liệu, lấy trên mạng, lấy trên sách này, hỏi đứng này đứng kia đủ hết, mỗi anh em cho ý kiến. Và con đã làm trong vòng một tuần lễ radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân 8 tiếng rưỡi đồng hồ, thu âm lòng nhạc, chia sẻ đủ thứ hết, để cho người bệnh nghe về lòng Chúa thương xót, cho Chúa biết lời Chúa và kinh của Chúa, lòng thương xót, Chúa mân côi, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa. Con làm xong con thấy thú vị lắm, thấy tâm đắc lắm. Đứa con tinh thần của mình mà chỉ mong đứa con ấy được đến với mọi người, nhất là những người bệnh nhiễm virus corona, những người nằm liệt giường nhiều năm nhiều tháng, thức lâu trầu mỏi, người chăm cũng khổ, người bệnh cũng khốn. Bây giờ nghe máy, cả người bệnh đến người nghe, người chăm đều được nghe, họ được an ủi nâng đỡ. Được. Đó. Con thấy chỉ là cái máy, con có một tí công sức như vậy mà con còn quý nó như thế. Còn ta lấy bùn đất mà nắn nót ra con. Con nhớ là khi dựng nên vũ trụ trời đất này, ta chỉ nói một lời là có, từ không đến có, đúng không? Dạ đúng. Con nhớ giáo lý con học mà. Người thứ nhất dựng nên cái gì, thứ hai dựng nên cái gì, còn người cuối cùng là ta dựng nên loài người mà, thì ta phải lấy bùn đất ta nắn nót. Và khi dựng xong, ta thở hơi vào ban sự sống cho nó, và ta thấy rất tốt đẹp. Đây là hình ảnh của ta. Con đó, Trần Đình Long, con là hình ảnh của ta. Làm sao ta có thể ghét
tác phẩm mà ta đầu tư công sức vào đó được. Làm sao ta có thể ghét tác phẩm mà chính ta đã dựng nên được? Làm sao ta có thể ghét nó đến mức độ mà bỏ rơi nó? Vì thế mà ta mới xuống thế làm người để sống giống như nó, giống như con. Tình yêu là phải đồng cảm. Đức Thánh Cha nói rằng là người chủ chăn phải ngửi được mùi chiên. Bây giờ người ta nói là chủ chăn phải được ngửi được cả mùi COVID của chiên. Có gì ám? Thế thì ta thương con, ta yêu con trước. Và con rất đáng yêu. Này, soi gương lại đi Trần Đình Long. Nhân ngày sinh nhật cũng làm đẹp lại tí đi. Cắm đầu, cắm cổ, làm ngày làm đêm 4-5 món ăn tinh thần, chẳng còn biết chăm sóc cho bản thân mình. Thuốc men chẳng chịu uống, ăn uống không chịu ăn, cứ củ khoai với lại cây bắp thì bao giờ con mới khá được. Ăn uống đàng hoàng vào cho ta. Chăm sóc con đi. Con yêu bản thân con đi. Và thấy cái lòng con đáng yêu. Con phải thấy con đáng yêu. Thì con mới cố gắng làm cho con càng ngày càng đáng yêu hơn. Đáng yêu không phải chỉ cái bên ngoài. Dĩ nhiên phải có bên ngoài, nhìn cho nó sạch sẽ một tí, làm cho nó đàng hoàng một tí. Đừng có nhếch nhác quá làm mất cái hình ảnh đẹp ta dựng nên con. Ta dựng nên con nó đàng hoàng mà tại sao bây giờ nó nhếch nhác thế này hả? Hả con? Lem luốc quá con ơi, gầy guộc hốc hác quá con ơi, đen đủi quá con ơi. Làm lại bản thân mình đi. Covid này ở nhà này, chăm chút lại đi, cho hình ảnh của ta nơi con được sáng, được đẹp ra đi. Mà chăm sóc từ bên ngoài vào bên trong, từ bên trong ra bên ngoài, cả hai. Đừng có chỉ có bên ngoài không. Hình thức giả tạo, ta nói là đồ mồ mả tô vôi, con biết không? Nhưng mà chỉ có bên trong không. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Phải thể hiện ra. Faustina bảo luận, tin mà không thể hiện bằng bác ái thì cũng bằng không vậy. Cho nên con phải thể hiện ra bằng việc là yêu thương người khác như chính mình. Con yêu thương con biết chăm sóc cho con biết lo lắng cho con như thế nào, thì con cũng biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người khác như vậy. Bản thân con mà còn yêu con chưa nổi, bảo con yêu người ta sao? Con chăm cho con chưa xong mà con chăm cho người khác sao? Nhưng đừng này, thằng Long này mày hư lắm nha con. Cứ là được đằng chân lên đằng đầu, bảo chăm sóc cho mình, nghĩa là bắt đầu chỉ lo chăm sóc cho mình thôi, cứ lo hưởng thụ thôi, xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, rồi là chơi những thứ nào hạng sang, hạng đắt tiền, ăn là ăn nhà hàng, đến nơi đến chốn, cao lương, mỹ vị, lo hưởng thụ. Rồi ta nói thì lại bảo, Chúa bảo con phải chăm sóc cho bản thân con, phải yêu bản thân con. Mày biến thằng ích kỷ rồi Trần Đình Long. Vậy là con ích kỷ rồi, là con hưởng thụ rồi. Con chăm sóc cho con cả bên trong lẫn bên ngoài, chỉ chú ý bên ngoài thôi. Xe cộ rồi thì áo quần rồi thì đủ mọi thứ bên ngoài. Ngồi mình là người đi tu mà suốt ngày ngồi nói chuyện điện thoại di động với lại đồ thế gian, chạy theo vật chất, đúng mốt đúng thời, hợp gu hợp thiết. Nó chỉ là phương tiện thôi, nhớ không con? Nó là phương tiện, đừng biến nó thành mục đích. Nó là phương tiện để con đến được với người khác. Thân xác con khỏe mạnh thì con dễ đến với người khác. Phương tiện đến với người khác. Con nhìn mặt dễ thương một chút thì con đến với người khác dễ chiếm cảm tình người ta. Và như vậy thì con mới có thể cho người ta thấy hình ảnh dễ thương của ta nơi con chứ. Con nói là Thiên Chúa của tôi dễ thương lắm mà nhìn mặt con khó thương quá. Con nói là Thiên Chúa của tôi đầy lòng thương xót mà con chẳng biết xót thương ai cả. Con nói rằng Thiên Chúa của con là một Thiên Chúa tha thứ mà con cứ giận suốt, giận đến 3-4 đời chưa tha.
động tí là giận, động tí là giận, là dỗi là hờn, là ngoe nguẩy, là suốt ngày giận. Mệt con quá đi. Giận tí thôi. Giận thì giận, mà thương thì thương. Có biết hát bài đó không? Biết hát không? Thằng không biết, thằng Chúa thằng biết hát. Con phải biết hát. Con phải biết hát, biết ca, biết hát, biết kể chuyện, làm cho mọi người vui, làm cho mọi người đến với con. Hoặc nếu mà không đến được với con vì Covid, làm sao mà đến được thì ít ra người ta nghe con, người ta cũng cảm thấy vui. Hoặc là người ta nhìn con qua màn hình, người ta cũng thấy rằng ông Long này coi cũng được cái chứ. Vậy chứ con, tại sao con cứ làm cho mặt con cứ như là mặt hình sự thế này này. Làm sao mà cũng giận hơn thế này này. Làm sao mà lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, sợ khốn, sợ khó, sợ khổ, sợ đau, cái gì cũng sợ là làm sao? Mỗi cái con không sợ, con có biết không? Giờ đâu biết, chú nói con sợ, con không biết sợ gì. Con không sợ tội, con không sợ mất linh hồn, con không sợ sao hỏa ngục. Cái gì con cũng sợ, sợ làm này mệt, sợ này người ta nói, sợ này mất sức, sợ này người ta nghi kỵ, sợ này sợ. Làm cái điều tốt mà suốt ngày cứ sợ dư luận thì làm ăn cái gì? Mặc ai muốn nói gì nói, mình kiềng ba chân chứ. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân. Đức tin, đức cậy, đức mến, ba cái kiềng đó mình chắc vào. Bám lấy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chắc vào. Cái gì cũng sợ, sợ người ta nói, sợ người ta cười, sợ người ta chê. Mình làm điều tốt, làm đúng lương tâm của mình, làm đúng luật Chúa. Trước mặt Chúa, trước mặt ta, con soi xét coi con có gì đáng sợ, đáng xấu hổ hay không. Nếu không, không có gì để mà sợ hết. Cái ai muốn nói gì nói. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, thà thấy một giáo hội thương tích bầm dập vì đi ra ngoài phục vụ, còn hơn là một giáo hội khép kín, an toàn mà xanh xao vằng vọt vì không dám bước ra ngoài, sợ. Đức Thánh Cha bảo làm đi, sai thì sửa. Có thất bại là chuyện bình thường. Không phải vì sợ thất bại, sợ thua mà không dám chiến đấu, không dám ra ngoài. Dạ thưa Chúa, con nghe rồi. Nhân ngày sinh nhật hôm nay 65 tuổi rồi, nhưng mà Chúa vẫn cho con được làm. Đó là phúc cho con lắm Chúa. Đã lẽ là về hưu, đã lẽ là nghỉ non, đã lẽ là vứt vào sọt rác rồi. Người ta vứt con vào sọt rác mà Chúa bảo rác cũng có giá của nó. Nếu rác không có giá, vậy thì người đi hót rác làm sao mà ai trả lương? Đúng không? Hót cái đồ vứt đi vậy mà được trả lương, vậy thì cái đồ vứt đi cũng có giá, cũng nuôi được những người khác vậy. Và khi người ta bới lại thùng rác, người ta lại gặp được bịch ni lông, gặp được giấy, ta lại bán lại. Rác cũng có giá của nó. Và bây giờ người ta đốt rác ấy lại làm điện, còn có giá nữa. Và lấy rác ấy người ta ủ thành phân bón cây mọc lên người ta ăn. Rác cũng có giá vậy. Cái ai muốn vứt cái vật xỏ rác, ta xài con, xài đỡ. Chúa vui quá hả Chúa? Chứ sao con, ta không vui sao ta gọi là Chúa? Ta là tình yêu mà. Tình yêu phải vui. Tôi vui vì tôi được yêu. Con phải vui vì con được ta yêu. Con phải vui vì con được người khác yêu. Và con phải vui để con thể hiện tình yêu ấy cho người khác. Đó, giới răn của ta. Người ta hỏi, ta nói, hôm nay nhân ngày sinh nhật của con, ta cũng nói với con như vậy. Và nói với tất cả mọi người cũng như thế. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây Chúa tràn niềm vui. Mình xem thinh lặng cầu nguyện cho tất cả những người xin chúng ta khấn nguyện. Xin ơn bình an, xin ơn hoán cải, xin ơn chữa lành hồn xác và những ơn như lòng mong ước.
Và hôm nay con cũng cầu nguyện cho tất cả những người đã nhớ đến con trong ngày sinh nhật hôm nay. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Trong giấc ngầu tình yêu dâng cao theo.